mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Việc tốt quanh ta của đài phát thanh và truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây tại nhiều thôn bản trên địa bàn tỉnh Điện Biên, các con đường đất nhỏ hẹp, lầy lội dần được thay thế bằng những con đường bê tông sạch sẽ. Điều đáng nói ở đây là để xây dựng những con đường đó có sự đóng góp rất lớn của người dân. Không chỉ góp công góp tiền, nhiều gia đình còn tự nguyện góp hàng trăm mét đất để làm đường giao thông nông thôn. Những con đường mới đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thương hàng hóa, giúp người dân xoa đói, giảm nghèo. Trong chuyên mục Việc tốt quanh ta tuần này, chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện như thế. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bản Búng Tôm, xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ. Những con đường giao thông nội bản được bê tông hóa như thế này đã dần thay thế những con đường đất khi xưa. Nhiều tuyến đường trong số đó được xây dựng từ sự đóng góp của chính người dân trong bản. Đơn cử như 2 km đường nội bản này đã xuống cấp nghiêm trọng, trong khi kinh phí đầu tư của nhà nước có hạn. Chính vì vậy, để thuận tiện cho việc đi lại, ban công tác mặt trận và các hội đoàn thể trong bản đã tích cực tuyên truyền vận động đảng viên, hội viên, người dân chung tay xây dựng đường giao thông. Theo đó đã có 14 gia đình trong bản tự nguyện đóng góp thêm kinh phí và hiến đất thổ cư để làm đường. Nhờ đó con đường nhanh chóng được bê tông hóa và mặt đường được mở rộng lên 5m trong quá trình vận động thì rất vui là người dân bản Mũ Tôm tôi vận động thì ai cũng hiểu và tự nguyện hiến đất, không có gì khó khăn cả. Đấy, mà con đường này là góp phần xây dựng nông thôn mới, ngày càng khang trang xanh xanh đẹp hơn và con cháu đi lại học hành thì cũng dễ dàng hơn. Mà bản Mũ Tôm là cái bản trung tâm sản xuất nó nước của xã Thanh Minh. Thế nên là con đường này bao quanh cánh đồng. Đấy, rất thuận lợi cho việc chúng tôi sản xuất và canh tác các thứ. Trước đây á bản làng này đi lại rất khó khăn mà con đường ấy thì phải nói là uh, hẹp uh, chỉ có 2 mét thôi mà mặt đường rất gồ ghề bà con đi lại sản xuất mà đi xe đi cổ vận chuyển uh, sản phẩm về nhà cũng rất là khó khăn. Sau đó thì sự quan tâm của uh, nhà nước uh, sẽ xây dựng nông thôn mới nên là um, tất cả chúng tôi là vận động nhân dân đến nhà nào phải hiến đất không uh, rất là nhiệt tình, hiến đất rất nhiệt tình. Đấy và con không thắc mắc cái gì. Đấy mà lại không đền bù cái gì để hiến đất cho làm một cái con đường này rất rộng rãi như thế này là bà con rất phấn khởi mà đạt cái tiêu chí của nông thôn kiểu mới. Gia đình chị Lò Thị Biên là một trong những hộ đầu tiên của bản nhất trí cao với chủ trương hiến đất làm đường từ sự vận động tuyên truyền của các cấp chính quyền và nhận thấy lợi ích của việc xây dựng đường giao thông, gia đình chị đã nhất trí hiến 100 mét vuông đất mà không nhận kinh phí đền bù hỗ trợ. Từ khi có con đường mới, gia đình chị cũng thường xuyên dọn dẹp vệ sinh, trồng thêm hàng hoa để tạo thêm cảnh quan xanh sạch đẹp. Nhà nước có một cái dự án đi làm đường cho dân bản thì mình nhà mình tự nguyện là hiến đất cho nhà nước làm thì bây giờ có con đường tốt như này thì các bà con mà trong bản thì ai cũng sung sướng. Tương tự, gia đình ông Lò Văn Chiến cũng đã tự nguyện đóng góp gần 100 mét vuông đất để xây dựng tuyến đường. Theo ông Chiến, xây dựng đường giao thông mới không chỉ mang lại lợi ích cho một gia đình mà cho tất cả mọi người. Việc đi lại của người dân, vận chuyển nông sản đi tiêu thụ cũng thuận lợi hơn trước rất nhiều. Gia đình tôi đã có hiến đất và trên là 80 m đấy là đường cho đường đi bản à, cho nó thuận tiện dễ dàng hơn à, sang cang sạch đẹp trong thời buổi kinh tế thị trường hiện nay đất được xem như vàng tất đất tất vàng nhiều nơi nhiều dự án nhờ bán đất hay được đền bù thu hồi đất nhiều người dân đã có những khoản tiền lớn song với những hộ dân ở bản púng Tôm họ đã đặt lợi ích lâu dài của cộng đồng lên trên để góp công góp của hiến một phần đất để xây dựng những con đường giao thông mới. Câu chuyện hiến đất làm đường giao thông nông thôn tại bản Púng Tôm, xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên phủ đã kết thúc chuyên mục Việc tốt quanh ta tuần này của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.